Xin kính chào buổi sáng Chủ nhật đến toàn thể tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 7 giờ 33 phút sáng Chủ nhật, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm 2024. Mình đang ngồi ở trong xe uống trà đá, xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Khi mà chúng ta bàn về chính trị hay là bàn về đạo á, môn phái á, thì nó sẽ bất đồng. Mình hiểu cái điều đó. Phần đông á, là các bạn sống bên Mỹ, các bạn ủng hộ cho phía bên ông Tổng thống Donald Trump. Mình biết được cái điều đó, nó sẽ đụng chạm. Nhưng mà mình phải nói, tại vì đây là một cái mà nó rất là quan trọng cho thế giới và cho nước Mỹ. Sở dĩ mà có nhiều người Mỹ người ta ngại ông Tổng thống Donald Trump, ông không có kinh nghiệm về chính trị á, là khi mà ông trở thành làm tổng thống á, mà ông không phải là một chính trị chuyên gia đó, là ông dễ bị mấy cái người quân sư hoặc mo, mấy cái người ban tư vấn người ta đốc suối, người ta lợi dụng. Cái điều trước tiên là các bạn thấy là ông Elon Musk, là ông đã bỏ tiền ra, ông lợi dụng ông Donald Trump. Thì người Việt của chúng ta đến đây, chúng ta sống một thời gian, chúng ta nhập quốc tịch Mỹ, chúng ta trở thành công dân Mỹ, thì ở bên nước Mỹ của chúng ta, nó có đó là hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Thì khi chúng ta là người Việt, chúng ta định cư, di cư sang nước Mỹ, trở thành quốc tịch Mỹ, trở thành người Mỹ gốc Việt, thì đương nhiên cái điều bắt buộc là chúng ta phải đi theo, là người Mỹ gốc Việt, chúng ta phải đi theo đảng này và đi theo đảng kia. Đó là cái quyền lợi, là bởi vì trong người Việt của chúng ta có một số người là người ta là giới trung lưu, và có một số người người ta là tỷ phú, người ta giàu. Thì thường thường mấy cái người Mỹ gốc Việt hay người Mỹ là người ta thường thường người ta bỏ phiếu cho cái quyền lợi, tài sản, cho cái giá trị của người ta. Các bạn ủng hộ ông, tại vì mình rất là tôn trọng cái nền dân chủ, các bạn ủng hộ ông Trump á, thì các bạn tự nhiên các bạn ủng hộ. Nhưng mà ở đây cái mình chia sẻ đó là phần đông á, là người ta chỉ có xem những cái kênh này, những cái kênh kia. Cứ mỗi tới 4 năm mùa tổng thống cái ủng hộ bên đảng Cộng Hòa, cái là nói là chống cộng mà. À, đánh vào cái tâm lý người Việt Nam tị nạn Cộng sản. Phần đông là người Việt Nam tị nạn Cộng sản ở nước Mỹ, là người ta không có thích Cộng sản. Mà hễ nói tới mà đảng này mà nó chống cộng sản, cái bắt đầu người ta dồn phiếu cho cái đảng đó. Nhưng mà chúng ta quên rằng chúng ta là người Mỹ, con cháu của chúng ta, đây là cái quốc gia của chúng ta. Chúng ta bầu cho cái lá phiếu là trước tiên là chúng ta bầu cho cái quyền lợi, cho bảo vệ cho cái quyền người phụ nữ, bảo vệ cho mấy cái người đồng tính, bảo vệ cho trẻ em, bảo vệ cho cái nền giáo dục, bảo vệ cho cái nền dân chủ. Các bạn biết không? Đó là lý do tại sao mà người dân Mỹ người ta ngại ông Trump. Mặc dù là đối với nhiều người, ổng là người ở bên ngoài, ổng không có gành về chính trị. Đó là cái sự thu hút của ổng. Nhưng mà cái đó nó vô tình, nó làm khi mà không phải là chuyên gia. Tại vì cái người chuyên gia chính trị, phần đông ở nước Mỹ là trước đây là người ta có kinh nghiệm. Trước khi người ta ra, người ta làm thị trưởng, người ta làm chức này chức kia, lần lần người ta thăng chức, người ta đi lên qua thống đốc, thượng nghị viện, hạ nghị viện, bao nhiêu năm tháng người ta làm việc ở trong cái cuộc đời của người ta, làm nhiều năm ở trong cái chính trị, thì người ta mới hiểu về rõ cái tình hình của cái thế giới, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ông Trump, ổng là người bên ngoài tốt thiệt, nhưng mà khi ổng lên rồi nói chuyện là mình nên đánh Iran hay không đánh Iran, Liên Xô như thế nào, Nga Xô như thế nào. Cái người mà không giỏi về chính trị gia, người ta phải dựa vào cái băng tư vấn, là cái quân sư quật mo.
đó, mà con của ông Trump á là gốc do, con rể của ông Trump là gốc Do Thái. Mà cái nhiệm kỳ đầu tiên á là ông Trump á là đã ra lệnh ám sát một cái ông tướng ở bên Iran, và cái chính sách của ông Trump đối ngoại với Iran á là ông Trump đối ngoại rất là cứng rắn cho Iran. Phải không? Đối với một người mà người ta có kinh nghiệm về chính trị gia đó thì người ta biết được á, một cái nước đó đó là người ta tính toán giống như trước đây khi mà ông Bush mà ông đưa quân đi qua bên đánh bên Iraq á, là người chuyên gia, những cái người chuyên gia người ta tính cho cái thiệt hại rất là nặng. Đó, người ta nói đó là đưa quân qua quýnh Iraq là trong vòng 24 tiếng đồng hồ là phải có bao nhiêu binh sĩ là nó như thế nào, nó bị thương, bị mắc mạng như thế nào. Người ta có cái kinh nghiệm về chính trị, các bạn biết không? Thật sự mà nói ở đây mình không có nghiêng về bên nào đó, mình chỉ có nói đó là cái quyền lợi cho thế giới, cái quyền lợi cho cái nước Mỹ. Mình là người công dân Mỹ. Khi mà mình chọn cái lá phiếu của mình chọn cho ai, mình nghĩ cái người đó đó nó có tốt cho cái bảo vệ môi trường không? Cái người đó nó có làm tốt cho cái climate change, cái biến đổi khí hậu không? Các bạn mới không, còn cái đằng này ông cần cái lá phiếu, ông nói chuyện bình dân thì ông thu hút cử tri người dân. Thì bây giờ á, đại đa số người dân Mỹ người ta khổ, ở trong đó mình cũng khổ vậy. Người Mỹ mà người ta đang trả bảo hiểm giá cả mà nó tăng cao, chi phí đồ tất cả mọi thứ, lương thực, thực phẩm đồ, mình cũng giống như họ thôi. Nhưng mà mình không phải vì cái đó mà mình bầu cho cái quyền lợi. Mình phải nhìn một cái bức tranh rộng, một cái mình phải nhìn một cái đường dài. Trong cái nhiệm kỳ đầu là ông Trump là ông đã từng gây sự với thằng Iran rồi, ông đã từng ra lệnh ám sát cho cái thằng tướng Iran rồi. Một người mà đi vận động mà nói chống Trung Quốc, mà tới lúc ông Tập Cận Bình ông mời bay qua bắt tay đi thẩm đỏ. Nếu mà mình mà thật sự mà mình lãnh đạo mà mình như ông Trump mà mình nói mình chống Trung Quốc và Trung Quốc mời mình không đi. Người ta cần cái lá phiếu, người ta nói cái miệng của người ta nói như vậy thôi. Còn cái chuyện á mà ông Trump mà ông, cái đảng của ông không phải là ông Trump không, cái ý nguyện của ông Trump không đòi trục xuất mấy người di dân lậu, mà là đó là cái ý nguyện của toàn người dân Mỹ trắng. Từ hồi xưa tới giờ là người Mỹ trắng á, người ta không có muốn cái dân số của mấy cái người Mỹ gốc ở ngoại quốc đi vào đây trở thành công dân Mỹ. Dân số của mấy cái người ngoại quốc nó tăng lên dần dần á, là người xóa sổ cái dân số của người Mỹ trắng. Đại đa số người Mỹ trắng muốn là, tiếng Mỹ nó gọi là the majority, là đại đa số. Người ta chỉ có lợi dụng, người ta chỉ có nói là mấy cái người di dân lậu này giống như á, ở trong cái tiếng Mỹ nó có một cái từ gaslight. Gaslight là giống như nói nôm na là cái lời mà họ dụ dỗ mình, họ nói chuyện á mà họ dụ mình, thì cái từ gaslight. Thường thường á họ biện hộ, mấy cái người da trắng họ biện hộ, họ nói thà là mấy cái người di dân lậu này á đến đây hợp pháp, còn mà đến đây lậu thì chúng tôi không có welcome, chúng tôi không có công nhận. Bây giờ để mình quay cái máy, mình vừa thả tèn tèn quay cảnh cho các bạn xem. Mấy cái người da trắng á, người ta gaslight là người ta dùng cái lời người ta dụ mình thôi. Cái người trí thức á, cái người thông minh á, người ta nói chuyện người ta không có nói thẳng thắn ra. Người ta không có nói thẳng thắn ra. Người ta mượn cái cớ người ta đuổi
hết mấy cái người di dân lậu này đi ra khỏi nước Mỹ. Cái chính nó không phải là dành công ăn việc làm. Tại vì người Mỹ phần đông á, đại đa số người Mỹ là người ta công việc của người ta, người ta có bằng cấp, người ta làm việc, của cải, tài sản, mấy đời, mấy kiếp ở đây người ta đã, tài sản của người ta đã dư ăn dư mặc đối với người Mỹ. Các bạn dễ tin quá. Người Mỹ nào mà đòi đuổi mấy cái người di dân về mà dành những cái công việc mà đi ra đồng, ra ruộng, hái dâu, hái nho. Không có chuyện đó. Nhưng mà đó là một cái cớ. Ví dụ như bây giờ đi, cái bà vợ này á, bà trong lòng của bà đó là bà chán sống với ông chồng. Bà chán với ông chồng, trong lòng của bà là bà không có muốn nữa. Bỗng dưng cái bà muốn ly dị, hay là bà nói bà muốn thôi ông chồng mày, bà nói đại đi. Bỗng một ngày cái bắt đầu cái bà nói ông chồng mà lười biếng hay là nhậu nhẹt quá không lo cho gia đình, bây giờ đi ra đuổi ông chồng đi ra khỏi nhà. Tại vì gì? Tối ngày ông đi nhậu. Thì thằng Mỹ cũng vậy. Nó muốn đuổi người di dân ra khỏi, đuổi hết toàn người di dân lậu ra, để mà nó bảo vệ cái dân số người Mỹ trắng là the majority, là một cái đại đa số. Tại vì theo khoa học, chuyên gia đó, người ta thống kê á, là đến năm 2050 dần dần trở đi á, người di dân mà vô nước Mỹ mà trở thành quốc tịch Mỹ, trở thành công dân Mỹ á, dần dần về sau á, là người ngoại quốc trở thành công dân Mỹ á, thì cái đại đa số cử tri người Mỹ á, người da trắng á, là người ta bị thất thế, người ta bị giảm thiểu số, giảm dân số, giảm số cử tri, người ta không muốn. Đó là lý do tại sao mà người ta diễn cái cớ mà người vô gia cư vô đây ở lậu. Không có thể mà con người nào mà người ta ra mà người ta nói chuyện thật lòng với các bạn. Các bạn nên nhớ điều đó, là trong lòng của người ta kỵ thị, người ta muốn đuổi mình đi. Thì người ta phải nói, ơ thà là mày đi qua đây, mày đi qua hợp pháp. Vậy chứ sao, tôi là người Việt Nam, tôi đi vượt biên, tôi xin tị nạn, tôi sống ở đây hợp pháp. Mà tôi ra đường, tôi đi xuống vùng quê, tôi vẫn bị người Mỹ kỳ thị tôi vậy. Cách nay phản độ tầm một năm, có một cái ông người da trắng ở bên quận Quincy, gần Dorchester. Ông chặn cái xe của một cái gia đình người Mỹ gốc châu Á, là gốc Tàu. Ông chửi thẳng luôn. Ông nói là tụi mày là đồ trái ni, là tụi mày là đồ cái bọn Tàu, cút ra khỏi nước Mỹ. Miệt thị cái bà đó. Xong cái bà đó đó, bà dừng xe ngay tại đó đó. Mà không phải là cái ông đó ổng chửi không đâu các bạn. Ông lấy cái xe của ông ủi vô cái gia đình đó đó, người Mỹ gốc Tàu gốc Hoa đó. Xong cái gia đình người đó nó bắt đầu bị ổng ủi cái xe đó tấp vô lề á. Gia đình người đó gọi 911, gọi cảnh sát. Cảnh sát tới thì hỏi lý do tại sao mà gia đình ở đây gọi cảnh sát tới. Thì gia đình nó nói là trước khi ông Mỹ ổng ủi cái xe, ông Mỹ da trắng ổng ủi cái xe vô gia đình của tôi á, ổng chửi tôi là đồ thứ trái ni, đồ này nọ, đồ gì đó, tụi mày đi về nước của tụi mày đi. Mà những người này là người ta người Mỹ, người ta là người Mỹ. Mình muốn chứng minh cho các bạn là không bao giờ mà tin những cái lời mà biện hộ mà ba xạo. Ở đây mình muốn nói á, thà là mấy cái người mà người Mỹ gốc Việt của mình á, thà là người ta là quốc tịch Mỹ, người ta ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, thì người ta là người giàu, người ta bảo quyền lợi cho cái lá phiếu của người ta, người ta muốn được bớt thế, thà là như vậy đi. Bài đặt dụ dỗ người Việt Nam của mình vô nói ông Trump lên chống cộng đồ,
Mẹ cũng như cái thằng Ngô Kỷ ở bên California, cái Việt Cộng nằm vùng, cũng có người tin nó là cái thằng chống cộng. Đó giống như cái đài TV Busa, phở Busa TV gì đó, mẹ của đài VTV của Việt Cộng á, nó cũng mùng vô theo coi nó, tin nó. Các bạn có sống ở nền dân chủ, các bạn có quyền bầu ai, có quyền theo ai, đó là cái quyền của các bạn. Nhưng mà đừng có bài đặt dụ dỗ người ta, tẩy não người ta, nói là ông Trump lên rồi cái 4 năm sau cái tới ông khác lên cũng chống cộng, ông Trump hết nhiệm cái tới ông Che Đi Van lên cái cũng nói chống Trung Quốc, ông Che Đi Van đi xuống cái ông khác lên đó cũng nói là chống Trung Quốc. Mẹ ba xạo. Mình biết đó là đại đa số là người Mỹ gốc Việt ở nước Mỹ đó là nghe lời tầm bậy tầm bạ tàm xàm của mấy cái thằng YouTuber, à, nó tuyên truyền để đi theo đảng Cộng Hòa. Mình chả khe, mình nói thật lòng, mình muốn giúp đỡ cho các bạn nào đừng có bị trúng bẫy cái đám mẹ ngu, ngu như bò ngồi đó nằm mơ đi. Ông Trump lên giá điện sẽ đi xuống, đời sống công ăn việc làm, ông Trump tốt cho nền kinh tế. Nếu mà dễ như vậy mà ông Biden, ông đâu có ngồi yên ở đảng của ông, đâu có ngồi yên ở đó. Nếu mà dễ như vậy 8 năm của ông Bush đâu có quậy mà cho cái nền kinh tế của Mỹ nó bị suy trầm. Tới ông Obama vô, ông phải ký ra cái đạo luật mà để ông mà bỏ tiền vô để cứu cái nền mà sản xuất xe ô tô ở bên mấy cái tiểu bang ở bên Michigan. 8 năm của ông Bush đi chiến tranh bên Iraq hả? Quậy tà la tà lưa cái nền kinh tế của nước Mỹ luôn. Mà tại vì lúc đó là ông Bush con ông đang dính vô cái chiến tranh Iraq, thì người Mỹ á, người ta muốn bầu cho ông để ông tiếp tục ông hoàn thành cái công việc của ông. Ta là mình đó hả, ủng hộ đảng Cộng Hòa là tại vì mình giàu, mình được bớt thế, mình muốn được cái quyền lợi của bên cái phía bên ông Donald Trump. Thì nói rõ ra đi, giải thích ra cho cử tri người ta biết đi về cái quyền lợi bầu cho ông Trump được cái gì. Mới dùng cái chiêu chống cộng đánh vô tâm lý cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, toàn là cái đám ăn hại. Trong cái nhiệm kỳ đầu á của ông tổng thống Donald Trump á, là ổng cấm mấy cái người Trung Đông Hồi giáo, ổng ký ra một cái đạo luật ổng cấm không cho di dân vô nước Mỹ, không cho đi du lịch vô nước Mỹ, làm cái nền giáo dục của bên tiểu bang của mình hả, người ta bị thất thu, không có nhận được học sinh du học. Các bạn đâu có sống ở cái tiểu bang của mình đâu mà các bạn biết. Đó thì cái câu chuyện mà hồi nãy mình kể, cái ông Mỹ trắng, ông kỳ thị ở bên quận Quincy á, gần ở nhà của mình á. Xong cái gia đình nó gọi cảnh sát tới đó. Đài tin tức người ta đem máy lại người ta quay, chiếu tới chiếu lui vậy đó. Cuối cùng xử ông da trắng đó về cái tội kỳ thị, ngồi tù đâu 3 năm hay cái gì đó, kết án ông hồi năm rồi, nó ra tòa kêu án ông. Người Mỹ gốc da trắng ông già. Các bạn vào Google các bạn gõ đi. Ông ủi cái xe của người ta, ông ủi cái xe của cái gia đình người Mỹ gốc Hoa. Ủi xong ông nói là tụi mày là đồ cái thứ trái ni, tụi tao tụi mày cút về nước của tụi mày đi. Mình là người hợp pháp mà mình còn bị kỳ thị nữa.
mày đặt mày dụ người ta, nó thà mày đi qua đây mày đi qua hợp pháp. Đời cha ông của tụi Mỹ, tụi đi lập quốc qua đây cũng đi hợp pháp á. Mấy ngày xưa cái đất nước này là của cái thổ dân da đỏ, tụi mày cũng vô đây, tụi mày đại đi vô đại tụi này, tụi mày đánh chiếm đất của người ta, bây giờ tụi mày ngồi đó mẹ toàn là mấy cái thằng ăn hại ngu tin theo lời. Mấy cái thằng dư luận viên á, nó không có cái trình độ để mà nó biện hộ, nó không có cái lý thuyết để mà nó nói. Mẹ động cái mày dốt chính tả, mày là cái thằng lụm gác. Ai mà nghe mày ở đó nói. Giống như nhiều khi á, mình chở mấy cái em học sinh á, mấy cái em học sinh đại học á, than với mình á, nói tao học cái ngành computer science, kỹ sư điện toán á, kỹ sư điện tử á, kỹ sư bác học điện toán á, mà bây giờ cái ngành này hả, nó lỗi thời quá, tao học mà tao lo không biết học xong rồi có việc làm không. Mình nói á, đi đại học rất là tốt, học xong á là mình có cái tấm bằng, mình nói chuyện người ta nghe, mình nói với mấy cái em đó, mấy cái em nó nói với mình là hiểu ý của mình nói. Mình nói á, giống như bây giờ đi, mình nói mình á, mình không có bằng cấp, nhưng mà mình tự mình nghiên cứu, mình đào tạo bản thân của mình, mình học đọc sách, đọc kiến thức rồi vậy đó. Thì những cái điều mà mình nói cũng như những cái người có bằng cấp. À mà cái người mà người ta có bằng cấp á, thì nói người ta nghe. Còn mình cũng nói như ông bác sĩ, cũng nói như ông luật sư vậy đó, mà người ta không nghe là tại vì người ta hỏi mày là ai, mày là cái thằng lụm gác thôi, mày là cái gì tao phải nghe mày. Mấy cái em học sinh cười, mấy cái em học sinh nói là tôi hiểu ý của anh tài xế nói. Mình chở một cái em học sinh đang đi đại học trường UMass, đi xuống thị trấn Canton. Kiếm tiền ăn sáng bây giờ trên đường tấp qua quán nhà hàng ba lẻ mua đồ ăn sáng. Bây giờ là ông Tổng thống Trump là ông có trong tay quyền hành từ A tới Z. Ông muốn ra cái lực gì không có ai cấm của ông được hết đó. Nhưng mà nếu mà những cái điều ông hứa mà ông làm không được á, thì tới giữa nhiệm kỳ, tức là ông được có 2 năm,
tới hai nhiệm kỳ á, là người ta bầu giữa nhiệm kỳ á, người ta đưa người vô để mà kiềm chế ổng. Ví dụ như bây giờ là ổng đang có bên đảng Cộng Hòa đi, đang có đại đa số là Thượng viện đứng về phía bên ông Trump, Hạ viện đại đa số đứng về ông Trump, nói chung là từ trên xuống dưới là ủng hộ bên phía ông Trump đó. Thì khi mà tới tháng 1 này ổng lên ổng tuyên thệ nhậm chức, ổng có thời gian 2 năm mà cử tri mà người ta thấy ổng hứa lèo quá, ổng không có thực hiện á, là tới 2 năm là người ta bầu thượng nghị viện, bầu hạ viện, bầu quốc hội, đưa người vô để mà cản trở, kiềm chế ổng. Ổng hả đi dụ người ta bầu cho ổng, ổng hứa ổng lên làm tổng thống hả nọ trong 24 tiếng đồng hồ và chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tao lên đó là giặt chắc đồ tất cả mọi thứ là nó phải đi xuống. Mẹ trước tiên là ông Elon Musk là ông hưởng được mười mấy tỷ tiền mà chứng khoán nó vừa tăng lên đó. Mấy cái người mà người ta đầu tư về chứng khoán mấy cái người tỷ phú á, được ông Trump miễn thế. Hay tin ông Trump lên bắt đầu là họ dồn tiền vô mua cổ phiếu. Ngày hôm sau giá cổ phiếu của Elon Musk tăng lên 12 tỷ Mỹ Kim. Mẹ năm 1990 Elon Musk đi qua bên đi du học, hết hạn visa ở đây ở lậu, ở lậu đi làm kiếm tiền. Mà bây giờ bà đặt ủng hộ ông Trump đòi trục xuất di dân lậu. Mẹ chính bản thân của ông Elon Musk ngày xưa ông cũng là một người ở lậu. Bây giờ mấy cái người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho ông Trump á, là vô tình á bầu cho ông Trump, rồi mai mốt đó là gia đình thân nhân của họ đó là bảo lãnh bà con mà đi du lịch qua bên từ Việt Nam qua bên Mỹ chơi là gặp khó khăn, bảo lãnh diện anh em cha mẹ diện vợ chồng đi qua bên Mỹ là gặp khó khăn, tại vì cái chính sách của ông Trump về di trú là ổng không có cởi mở, ổng không có thoáng. Cụ thể là cái nhiệm kỳ đầu á, nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump á, ông ra lệnh á, cấm mấy cái người Trung Đông, mấy cái người mà Hồi giáo á, không cho du lịch vô nước Mỹ, làm á, bên cái tiểu bang của mình á, người ta bị thất thu về cái tiền học sinh vô học á. Mấy năm trước á, thì chở mấy em học sinh với đại học dân du học đồ có tiền công việc của mình, bây giờ le ngoe người ta thống kê đó là bên tiểu bang của mình đó, chính phủ thống kê là bị hiện tại bây giờ năm nay thất thu học sinh du học trên toàn thế giới khoảng chừng 20%. Học sinh Tàu cũng giảm, học sinh người Trung Đông, người Hồi giáo cũng giảm.
sáng chủ nhật người Mỹ không có đi làm, đường xá nó trống trải, chạy xe nó thoải mái. Mấy năm nay hả, người Mỹ người ta kỵ thị mấy cái người dân thiểu số ở bên San Fran, mấy cái người Tàu, mấy cái người lớn tuổi đi ra đường bị họ kỵ thị, họ đánh, họ đập. Rồi mấy cái người gốc Á, người Mỹ gốc châu Á ở bên New York á, đi lên ngồi xe điện cũng bị họ kỵ thị, họ đánh, họ đập. Mà cái bọn mẹ ngu kiều với cái bọn khùng kiều, mình không có nói là những cái người mà ủng hộ cho ông Trump là về cái quyền lợi cá nhân, mà mình nói là những cái người mà dụ dỗ lường gạt người ta, nói là ông Trump lên là để chống Trung Quốc, toàn là ba xạo không. Người ta đi vận động là người ta lúc nào người ta cũng tuyên truyền, người ta nói là làm tốt cho kinh tế của nước Mỹ là chẳng hạn như ta bớt thế này, ta bớt thế kia, tiền điện, giảm tiền bảo hiểm xe đồ, giá nhà, giá cửa đồ. Có bao giờ mà ông Trump ông nói cái điều gì mà chống Trung Quốc không? Mẹ toàn là cái bọn lợi dụng, Việt Cộng nằm dùng. Có bao giờ mà ông Trump chính từ cái miệng của ông mà ông nói là ông chống Trung Quốc không? Còn mà nói về mà mình đánh thế ở trên sản phẩm của Trung Quốc là để tạo ra công ăn việc làm, mà càng tin ông là càng bị ngu nữa. Các bạn biết trước khi mà một cái nhà đầu tư mà người ta muốn xây một cái hãng nào á, là người ta phải mất ít nhất là 10 năm người ta mới hoàn tất để mà xây một cái hãng để mà sản xuất. Trước tiên á là người ta đi về bên đó, các bạn thấy cách nay mấy tháng mà ông hội đồng quản trị Steve Jobs của iPhone Apple không? Ông bay qua bên Việt Nam, ông tham khảo để ông định mở cái hãng ra để sản xuất sản phẩm của iPhone Apple đó. Người ta phải bay qua, người ta phải xin phép, người ta phải ký giấy. Xây một cái cơ xưởng đâu phải là một vài tháng. Xây xong rồi phải chờ đặt vô những cái máy móc thiết bị, phải mất kéo dài 10 năm. Phải mất 10 năm mới xây xong một cái xí nghiệp. Bộ nói cái nói là đánh thế, nói là công ăn việc làm, dọn ở đây về. Vào Google đi, tìm ra một cái thông tin nào mà nhiệm kỳ đầu mà ông Trump mà ông áp thế trên hàng Trung Quốc mà kéo được công ăn việc làm nào về Mỹ. Mẹ mấy cái người nông thôn trong cái nhiệm kỳ đầu á, mấy cái người nông thôn ở bên Mỹ bị cái thằng Trung Quốc nó trả đũa, nó đánh thế người ta lỗ bị sặc máu luôn. Ai mà có quen biết người mấy cái người Việt kiều mà làm nông á, hỏi họ đi. Ông Trump á, ông đánh thế tariff trên hàng Trung Quốc á, Trung Quốc nó chiến tranh thương mại á, nó đánh thế là hàng nông của nước Mỹ á, nhiệm kỳ đầu á. Mấy cái người mà chủ làm nông á, bị lỗ quá chừng lỗ luôn. Bắp ngô mà những cái đồ mà người ta bán qua bên nông sản mà bán qua bên Trung Quốc á, bị Trung Quốc nó trả thù á. Nó tăng thế áp lên á, thế tariff lên á. Xong cái ông Trump ổng phải nhờ quốc hội đồ ra cái đạo lực ký vô đâu gần 3 tỷ Mỹ Kim để bù lấp cho cái sự mà lỗ thuế má mà bị Trung Quốc đánh. Vào Google gõ đi,
Ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn á, mình các bạn có quyền bầu cho ai, các bạn phải tìm hiểu rõ ràng, chứ không phải là nghe nói ông Trump lên là tốt cho kinh tế cái là tin liền. Nó chẳng khác nào hả ông thầy bói, ông nói hả ông coi tướng mình, ông nói hả năm tới tướng mày năm tới làm ăn phát đạt lắm, tới 65 tuổi là mày có vợ trẻ sanh đứa con trai. Nói khơi khơi như vậy cho mình tin. Ở nhà hàng Ba Lẹ lúc nào cũng đắt khách. Mấy tuần trước ăn bánh mì Châu, tuần này ăn món bún riêu. Cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump hả, ông làm cho cái nền nông nghiệp của nước Mỹ hả bị lỗ, mấy cái người chủ nghề nông á bị lỗ hả, trên tổng cộng gần 3 tỷ Mỹ Kim, là do cái thằng Trung Quốc nó trả thù chiến tranh thương mại á, đánh thế nó rồi nó đánh thế lại nghề nông á. Ông phải nhờ hả thượng viện hạ viện hạ ra cái đạo lực hả ký ra bỏ ra 3 tỷ Mỹ Kim để giải cứu cho mấy cái nghề nông. Mình bầu cho ai á là mình phải chắc chắn người ta phải làm được cái gì. Đồng ý là lúc mà năm 2016 mình cũng thích ông Trump, mình cũng bỏ phiếu ổng là người ngoài. Nhưng mà cái người mà người ta không có cái kinh nghiệm về chính trị á, mặc dù là ổng thông minh, ổng khôn, nhưng mà không có kinh nghiệm về chính trị á là bị dễ bị mấy cái thằng quân sư hoặc mo, mấy cái thằng mà gọi là cái ban tư vấn á. Các bạn biết tại sao không? Giống như mấy cái thằng mà làm hãng dầu hay bất cứ ngành gì, như thằng Elon Musk đi, nó có một cái việc làm về dầu mỏ hay cái gì, mỏ vàng mỏ gì đó, mà nó muốn ra một cái lực để mà nó có lợi nhuận, nó có lợi cho cái lĩnh vực của nó, là nó phải lobby. Nó bỏ tiền ra, nó lobby cho mấy cái thằng tư vấn. Nó tặng quà tặng cáp, nó lobby. Thì mấy cái thằng tư vấn nó mới quay qua, nó mới nói với ông Trump là cái thằng Iran này nó có bom nguyên tử nguy hiểm lắm, bây giờ nhân cái dịp này mà quân đội mình ở trong tay rồi như vậy đó, mình có đủ khả năng do Thái sẵn sàng đồng minh của mình như vậy dập. Mấy cái thằng mà cuồng Trump mà nó háo chiến, nó khoái, đâu có nghĩ cho ai đâu. Các bạn thấy nội mà nhìn hai bên mà đảng, các bạn thấy không, bên dân chủ người ta thua, người ta im điềm. Mà trong cái lúc mà đi vận động cũng vậy, nó không có dân chủ nào mà ra mà đi từng hàng mà cầm cái lá cờ của Trump mà treo lên xe mà làm hùng gan. Rồi tới lúc nó thua cái nó kéo xuống Nhà Trắng, nó đập cửa, đập đồ, nó biểu tình. Nói bao nhiêu đó thôi là cũng đủ thấy là hai phe rồi. Bên nào thiện bên ác, bên nào thiện bên nào ác là đã thấy rõ rồi. Đó thì sáng chủ nhật vừa uống trà đá vừa lái xe, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Bây giờ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Cuối tuần và đầu tuần xin chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau.